Có thể thấy những ngày gần đây, số ca mắc mới tại Hà Nội tăng cao, vượt mốc 2.000 ca một ngày. Với lo ngại, tình hình dịch Covid-19 sẽ có chiều hướng xấu đi sau dịp lễ Tết đầu năm. Nhiều quận huyện cho biết sẽ tiếp tục chờ đợi chỉ đạo mới và cân nhắc kỹ lưỡng dù Hà Nội đã có chỉ thị cho phép tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán. Ông Đàn Văn Sinh, trưởng phòng văn hóa thông tin thuộc Ủy ban dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, dù ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 26, trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định đảm bảo phòng chống dịch. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, huyện Sóc Sơn vẫn chưa đưa ra kế hoạch tổ chức lễ hội gióng hàng năm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng riêng ở địa phương. Theo ông Sinh, trước đó đơn vị đang định báo cáo Ủy ban dân huyện Sóc Sơn về kế hoạch tổ chức lễ hội gióng. Nhưng ngày 31 tháng 12 năm 2021, chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu cả nước dừng tất cả các hoạt động lễ hội. Vì vậy, huyện Sóc Sơn sẽ chờ ý kiến tiếp theo từ thành phố. Ở thời điểm hiện tại, huyện chưa quyết định điều gì cả. Sau khi Hà Nội có chỉ đạo mới về việc tổ chức lễ hội tiếp hay dừng lại thì huyện sẽ căn cứ chỉ đạo mới này để triển khai, ông Sinh thông tin thêm. Tương tự như huyện Sóc Sơn, một đại diện Ủy ban nhân dân cấp quận của thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ chờ đợi chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sẽ tiếp tục hay yêu cầu các địa phương dừng tổ chức lễ hội trong dịp Tết âm lịch 2022. Nếu thành phố tiếp tục cho phép thì quận sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về việc tổ chức lễ hội. Có thể địa phương sẽ chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vị này cho hay. Cũng trong sáng nay, ông Đỗ Văn Thúy, trưởng phòng văn hóa thông tin thuộc Ủy ban dân huyện Hoài Đức, Hà Nội, cho biết ở thời điểm hiện tại, huyện chưa có kế hoạch gì về việc tổ chức lễ rước lợn làng La Phủ tổ chức vào ngày 13 tháng riêng hàng năm. Mới đây, Phó Thủ tướng Thường Trực đã ký chỉ thị số 35 yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội. Vì vậy, Phòng đang đợi hướng dẫn của chuyên ngành từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội để tiếp tục tham mưu cho huyện, ông Thí cho hay. Liên quan đến động thái, Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Ý kiến đã bày tỏ quan điểm không đồng tình. Bàn BCK cảm thấy khó hiểu về các điều hành chống dịch COVID-19 của lãnh đạo Hà Nội. Bởi lẽ khi thì thành phố làm chặt đến nghẹt thở, giờ thì lại quá lỏng mỗi ngày gần 2.000 ca nhiễm, dẫn đầu cả nước. Cứ đà này không khéo vỡ trận chống dịch, quá nguy hiểm. Để tránh tình trạng quá tải tại các địa phương khi mà số F0 điều trị tại nhà tăng cao, Bệnh viện Bạch Mai vừa cử đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch trực tiếp xuống hỗ trợ các trạm y tế lưu động của Hà Nội. Đống Đa là quận đầu tiên nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 trong số các quận nội đô của thành phố Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là quận có nhiều ca COVID-19 nhất của thủ đô với gần 1.500 trường hợp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nhằm hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các cán bộ y tế cơ sở tại quận này, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 26 cán bộ nhân viên y tế trực tiếp đến làm việc tại 21 trạm y tế lưu động của 21 phường và hai cơ sở thu dung quản lý điều trị người nhiễm COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ chúng tôi cử đi là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm từ các vùng dịch trở về. Các bác sĩ này sẽ đến từng trạm y tế lưu động tập huấn, chia sẻ những kinh nghiệm của mình tới các đồng nghiệp ở các phường. Đó là cách phát hiện các ca F0, cách đánh giá mức độ các ca F0, các phương thức dùng thuốc, điều trị tại nhà, theo dõi như thế nào và khi nào thì cần chuyển bệnh nhân đến cơ sở thu dung điều trị mặc dù số ca mắc mới của Hà Nội vẫn đang tăng cao, nhưng nhờ độ phủ rộng vaccine, theo Sở Y tế Hà Nội, khoảng 90% các trường hợp f0 là ở thể nhẹ, có thể điều trị tại nhà và cơ sở thu dung địa phương. Chính vì vậy, một trong những giải pháp ứng phó của Hà Nội là tăng cường nhân lực cũng như là nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở. Tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã chuẩn bị phương án ứng phó đáp ứng với 100.000 ca bệnh. Một trong những giải pháp của Hà Nội liên quan đến đáp ứng nhân lực y tế chính là huy động y tế ngoài công lập, các bệnh viện bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn cùng tham gia công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đang cập nhật những kinh nghiệm của các bác sĩ tuyến trung ương đã đi chống dịch ở miền Nam để đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp cho người dân, cấp phát thuốc kịp thời, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, mô hình huy động các bệnh viện tuyến trung ương đóng chân trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ công cuộc chống dịch của thủ đô sẽ được triển khai mở rộng trên toàn thành phố trong thời gian tới. Hiện tại, các bệnh viện tuyến trung ương, ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai, cũng đã và đang tổ chức buổi đào tạo cho cán bộ y tế tầng 1 của Hà Nội về các vấn đề quản lý F0 tại nhà, vấn đề nâng tầng khi bệnh nhân diễn biến nặng và hạ tầng khi bệnh nhân diễn biến nhẹ hơn. Tại Hà Nội, ngày 2 tháng 1 và ngày 3 tháng 1, số ca mắc mới vượt mốc 2.000 ca. Lãnh đạo nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố cho biết áp lực với nhân viên y tế hiện nay quá lớn, nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 rất cao, rất cần sự động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần. Tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là có khoảng 140.000 người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký trở về nước ăn Tết. Vì thế, các địa phương cần đặc biệt quan tâm hơn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao. Sở Y tế khẩn trương có hướng dẫn thực hiện việc tiêm vaccine tại nhà. Chứ các trường hợp theo chỉ định y tế không thể tiêm vaccine, với các trường hợp khác, lãnh đạo địa phương phải đến tận nhà vận động tuyên truyền để tiêm vaccine bằng được. Ông Phong nói, tiêm thêm được một người là giảm đi một người phải chuyển tầng 3 điều trị, giảm đi một nguy cơ tử vong. Đây là chuyển biến về nhận thức và xác định rõ là hạn chế chuyển tầng, tử vong, quản trị rủi ro. Thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 5.000 đến 7.000 ca một ngày. Có thể chủng Omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh. Sở Y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị, tử vong, không để quá tải ở tầng điều trị 2-3. Các quận, huyện, thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp tình hình hiện nay. Trung nhận định và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng, hiện Hà Nội rất khó, nếu không muốn nói là không thể giảm số ca mắc COVID-19. Hiện nay đã không còn kiểm đếm được số ổ dịch mà chủ yếu nêu theo địa bàn phường xã, ông Nga nói. Tuy nhiên, theo ông Nga, khi đã tiêm đủ số mũi vaccine, chủ yếu là các ca bệnh có triệu chứng nhẹ, không nên quá chú ý đến số ca mắc mới, mà cần tập trung vào số ca nặng, phải điều trị tích cực để giảm tử vong. Đến nay, Hà Nội có 66.668 bệnh nhân đã điều trị, đang điều trị là 30.555 người. Trong đó, theo dõi cách ly tại nhà 20.404 người, còn lại tại các cơ sở điều trị của thành phố, quận, huyện. Số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 243 người, tổng số người tử vong tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 174 người. Mới đây nhất, trưa ngày 3 tháng 1, quận Thanh Xuân sau khi chuyển lên cấp độ 3 Màu cam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như hạn chế tập trung đông người, cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhà hàng chỉ được bán mang về, hoạt động đến 21 giờ. Thưa quý vị, trước những lý giải của Bộ Y tế về việc tại sao số ca mắc mới và tử vong vẫn tăng cao, có thể thấy ý thức của người dân là một trong những yếu tố rất quan trọng. Rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người, nghiêm túc thực hiện 5 k để dịch bệnh được kiểm soát hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. thank mm -hmm. you